Xin mời các bạn, anh em anh cứ đang test đô la Mỹ 86 tiếng tấp tính leng keng lách tách, tiếng bắt anh ở bờ với đồng loạt 86 này nó phủ âm rất rộng, cửa nhà từ 45 đến 50 vuông là đủ âm luôn, nó bao phủ mở rộng nó le kiểu như cái đèn pin ấy. Và thơm phức anh em nhé, quá đẹp luôn, không già. Một này là anh đang nguyên với ghép với một cụ đẩy BV nút lên đến 2800 với vang số Vlay 6 Mic X2 quá anh phê với đẩy này đến được 2 đôi loa như thế. Ca sĩ Thành đang chơi bài Lỗi Buồn Đến Đâu và lên Thành mang theo cuối trời vâng hay quá ca sĩ trực tiếp đấy hát nó như thế mới hay đem bánh ngay nhỉ đánh nó kẹo đánh nó sạch đi mà đấy, ca sĩ tiếp theo đến từ Bắc Giang đâu nhỉ? Hồi cuối mới biết quý vị các bạn đang nghe ca khúc Lỗi Buồn Đêm Đông được trình diễn bởi loa Mỹ 826 của anh cực hay luôn, tiếng mắt đánh sướng lắm, đánh êm. Yếu thế chắc là thế nào? Anh đi ánh xa miền mây